Xin chào toàn thể anh chị là quay trở lại với Thái Học Auto Sài Gòn. Kính chúc cho toàn thể anh chị có thật nhiều sức khỏe nè, luôn luôn bình an và tràn đầy hạnh phúc. Để mang đến cho anh chị một mẫu xe 5 chỗ gầm cao phân khúc B Hyundai Creta 2024 bản cao cấp nhất màu trắng, là trang bị động cơ 1.5 hộp số tự động CVT, một cái thiết kế mới nhìn cực kỳ là bắt mắt đó anh chị. Cái phần đầu xe thiết kế vuông vức là những cái thiết kế mới như là đầy đủ công nghệ luôn nha anh chị. Cảnh báo lệch làn đường nè, tự phanh khẩn cấp bám theo xe phía trước nè, đặc biệt hơn nữa là hàng ghế phía trước có sưởi ghế luôn, dành cho chiếc xe 5 chỗ hạng B đầu tiên tại Việt Nam. Còn nói về thiết kế thì Học thấy đây chiếc xe này nó có khá là nhiều điểm nhấn anh chị, chẳng hạn giống như trụ A màu đen nè, rồi trụ C ở phía sau nó có một cái mảnh ốp bạc ở đây nhìn khá là nổi trội. Còn về phần đèn xe, đây là một cái thiết kế mới của Hyundai, thì cũng tùy theo khẩu vị của anh chị, đã dám đánh giá là nó đẹp hay xấu, nhưng mà anh chị nhìn thấy nè, khi tổng thể cái chiếc xe của Hyundai á, thì cái phần sau của Creta này nó tạo nhiều cái nếp gấp, những cái đường dập nổi nhìn trông rất là khỏe khoắn anh chị. Chẳng hạn giống như là cái phần hông của xe nè, anh chị nhìn thấy không? Đó, nó tạo lên một cái xe nhìn nó rất là chắc chắn, rất là cơ bắp. Rồi 5 chỗ gầm cao, và con xe này hiện tại á thì ở trên thị trường nha, đối với một chiếc xe lướt như thế này anh chị tiết kiệm khá là nhiều nha anh chị, khá là nhiều tiền. Và đầu tiên vẫn như thường lệ, Học khi mà Học đi một vòng xong rồi, Học sẽ mời anh chị cùng Học đi đánh giá qua chi tiết của cái sản phẩm này ha. Đó, một con xe phải gọi là quá đẹp anh chị, vừa cập bến tại Auto Sài Gòn. Và chiếc xe này thì hôm bữa Học có đi thu tận nơi và cũng có quay cái clip đánh giá hồi lúc mà từ ở nhà khách á, cái chắc xe mộc á anh chị. Đó, 5.639 cây nè, rất là hầm hố, vuông vức, và cái mặt ga lăng nè. Đây, cái thiết kế mới là những cái đèn này nè anh chị, những cái đèn ha, tại vì ở trên màn hình nó sẽ chớp nhưng mà ở ngoài nó không chớp, tại do là nó là đèn LED anh chị. Thì nó sẽ lồng vào cái mặt tản nhiệt hình đôi cánh ở phía trước này. Và cái thiết kế của Creta này nhìn rất đẹp đúng không anh chị? Ở đây cái phần ba đờ sốc anh chị sẽ có là cái đèn full LED 2 tầng, nhìn rất là sang trọng, nhìn nó rất là đắt tiền anh chị. Đây, cái phần này nè, anh chị nhìn cái phần đèn đẹp ghê không? Ốp bạc nè. Đó, những cái chi tiết vuông vức và những cái đèn LED thì cho ra cái ánh sáng rất là cao anh chị ha. Ở phần ga lăng nè, to bản, rất đẹp anh chị. Nói chung là cái phần này nó vẫn còn nguyên zin hết nha, chưa thay thế anh chị. Xe thì anh chị có thể là mang đến đại lý chính hãng để cô chú anh chị kiểm tra qua chất lượng thoải mái ha anh chị. Những cái chi tiết này nó còn khá là mới, và con xe này đi chỉ mới có 5.600 cây nên là mọi chi tiết nó còn rất là tương tác anh chị. Và con xe này thì Học sinh quay lại cái form xe này ha, nhìn nó rất là chắc chắn anh chị, rất là chắc chắn, rất đẹp. Đó, cái phần trụ A này, nó sơn đèn ở đây nhìn đã ha. Đó, nhìn nó tăng thêm cái độ thể thao anh chị, bản cao cấp nhất. Đó, còn về hông xe anh chị sẽ có 7 bước chân nè, mọi chi tiết nó còn mới nguyên à, tay nắm cửa mà rơm. Đó, rồi về bên trong nội thất anh chị, nội thất thì đặc biệt là chiếc xe này là bản cao cấp nhất, anh chị sẽ có sưởi ghế cũng như là màn hình LCD. Đó, rất đẹp anh chị nha. Bên trong nội thất thì bên Học đã diệt khuẩn khử mùi tách ẩm rồi, nên là anh chị mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Xe này bây giờ là không khác gì xe mới hết anh chị. Đó, Creta, xe này Học đang chào là 670 triệu nha anh chị, 670 triệu. Và cái thiết kế nè, thiết kế mới của Hyundai nè. Đó, rất đẹp anh chị ha. Đây, sử dụng lo Bosch, 8 lo Bosch cho âm thanh đầm chắc và khá đẹp anh chị ha. Đó, vừa về showroom là Học quay gửi đến cho anh chị liền. Đó, không khác gì xe mới hết, 2024 mới mua hồi tháng 5 mà. Cái màn hình to bản này chút để Học qua Học bên kia, Học quay gửi đến cho anh chị nha. Cửa đóng nghe chắc nịch anh chị. Và hàng ghế thứ hai xe này cũng khá rộng rãi nha, có cửa gió, có cổng sạc 12V nè. Xe đã có lót sàn rồi, thiết kế da thì khá đẹp, dạng hình quả tràm nè, thiết kế da đục lỗ thông hơi. Đó, và cái ghế này anh chị cũng có thể gập ra phía trước, làm cái khoang này nó xuyên suốt với lại cái cốp sau nha anh chị. Hyundai Creta, động cơ 1.5. Đó, quá đẹp anh chị ơi, rất đẹp. Con xe mà đi chỉ mới có 5.600 cây thì những cái phần vỏ này không khác gì vỏ mới đúng không anh chị? Đó, mới tinh nè. Phía sau thì anh chị sẽ được trang bị phanh đĩa, đó, rất đẹp. Hyundai Creta 2024. Học cũng đi sơ bộ về cái form dáng xe này để cho anh chị ngắm. Quá đẹp rồi, một con xe 5 chỗ rộng rãi. Đó, có một cái thiết kế mới. Và xe hàng bây giờ rất là cạnh tranh đúng không anh chị? Đó, nhiều ốp xanh. Đây, cái ốp bạc nhựa nè, ở cái nó kéo dài từ cái đầu cái trụ A, nó kéo tới phía sau luôn. Rất là đã anh chị. Túp lô, túp bi rồi là còn mới nguyên à. À, ở phía sau á anh chị, để Học mở cái cốp này lên. Cái cốp này khá rộng, tương đối rộng anh chị, so với chiếc xe B gầm cao. Đây, ở đây á, anh chị sẽ có cái lo chợ âm bass của cái lo Bosch này. Rất đẹp, mọi chi tiết nó còn mới tinh nè. Cái vỏ xe cua này là mâm xài chung với lại cái mâm đang gắn trên xe nha anh chị, và chưa chạm đất luôn. Vỏ này là vỏ mới luôn nha anh chị, vỏ mới theo xe, chưa chạm đất. Khá đẹp. Và tất nhiên sẽ là cấp cơ rồi, chưa có cấp điện nha anh chị. Đó, gầm bệ xe này thì còn mới tinh anh chị, mới đi có 5.600 cây mà. Gầm bệ xe này thì mới nguyên, anh chị nhìn cái ống xả là biết rồi, mới tinh. Đó, nói chung là xe này không khác gì xe mới hết cô chú anh chị ơi, tiết kiệm được mấy chục triệu á, 7-8 chục so với xe mới. Xe này thì anh chị về chỉ đóng 2% giá trị còn lại thôi. Đó là ra tên rồi. Còn cái ghế sử dụng nhiều nhất nè, đi mới 5.600 cây thì nó quá là mới rồi anh chị. Đó, rất là hiếm khi mà mua được những con xe này nha anh chị. Đăng ký vào tháng 5 2024. Dạ, còn đây là tổng thể cái phần nội thất phía trước nè anh chị. Màn hình rất là to nhưng mà nó giữ lại những cái nút cơ này, nhìn nó đã anh chị ha. Học không thích những cái xe mới mà nó làm mắc luôn mấy cái nút, nhìn nó không có quen anh chị. Cái đó là cá nhân nha, cá nhân của Học thì Học thấy nó giữ lại được mấy cái nút này rất là hay, mặc dù cái màn hình nó đã. Đó, xe thì sẽ có camera lùi nè khi mà anh chị bập wheel ha. Chiếc xe này đặc biệt là sẽ có sấy ghế, sửa ghế, làm mát ghế nè. Đó, anh chị đi đường dài thì cái mông cũng như là cái phần lưng á, anh chị sẽ được làm mát. Đó, và cái xe B đầu tiên sẽ có ha, phanh tay điện tử Auto Hold. Xe này có khởi động từ xa luôn nha anh chị, có khởi động từ xa luôn nè. Đó, và rất là chi tiết anh chị ha, nó làm những cái chi tiết ở đây nó tạo cho mình được nhiều thứ lắm. Chẳng hạn giống như là cái mặt đồng hồ này, đối với phiên bản cao cấp nhất nó là cái màn đồng hồ LCD nữa. Còn cái phiên bản thường đó, nó sẽ là kim cơ học anh chị ha. Rồi cái vô lăng thiết kế kiểu mới nè, có lệch làng, rồi ga tự động, cân bằng điện tử, nói chung là đầy đủ hết cái gói Smart Hyundai Smart anh chị, Hyundai thông minh. Đó, nội thất xe thì không bàn về chất lượng nữa nha anh chị. Xe này đi chỉ mới có 5.000 mà, 5.600 cây. Đó, quá mới rồi. USB rồi cổng sạc ở đây đầy đủ hết. Đây, 8 cái loa Bosch cho âm thanh đầm chắc đã anh chị. Rồi, Học mời anh chị cùng Học đi ra khoang động cơ. Đó, động cơ đi 5.600 cây của Hyundai Creta. Học xin phép lướt qua mấy cái vỏ xe nha anh chị. Vỏ xe là còn zin hết á, còn mới tinh hết à. Động cơ 1.5. Đó, rất mới anh chị ơi, mới tinh nè. Đó, chưa chạm bất kỳ con ốc nào luôn nha anh chị. Chưa có một dấu tháo rã gì hết. Hai cái cảm biến nè. Đó, thùng ton đây mới tinh nè. Một con xe 5 chỗ, trang bị động cơ 1.5. Siêu tiết kiệm luôn nha anh chị. Con xe này đi lanh quanh trong phố nó khoảng 6 lít. Đó, còn đi đường trường nó khoảng 5 lít mấy anh chị. Rất là đẹp luôn. Xe màu trắng. Đó, lần bảo dưỡng kế tiếp của xe này là 6.100 cây. Học tắt đèn anh chị. Rồi, con xe này Học xin nhắc lại, đây là mẫu xe Creta 5 chỗ gầm cao của Hyundai, đăng ký vào tháng 5 2024. Xe mới tinh luôn. Đó, đi chỉ mới có 5.600 cây à. Xe này mang biển số tỉnh nha anh chị. Đây, biển số 73K34284. Đó, xe thì bao anh chị check hãng nha. Bên Học có cấp giấy chứng nhận chất lượng. Đó, hoặc là anh chị có thể là mang xe đến đại lý chính hãng để kiểm tra. Con xe này Học đang bán là 670 triệu. Anh chị nào đang có nhu cầu nhớ liên hệ với Học nha. Học xin chân thành cảm ơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.